Rồi, chào cả nhà. Thì hiện tại nãy giờ gần một tiếng mấy đồng hồ các bạn, thì mưa cũng đã tạnh rồi nè. Mình hy vọng là cá nó sẽ lên đó. Mình bây giờ mình đi ra ngoài mình bắt cá lên bờ các bạn đó. Ở đây mấy cái đìa nè, cá nó lóc lên nhiều lắm đó. Nó chạy theo cái mương nè, nước chảy nè. Giờ mình đi kiếm cá lóc các bạn. Cá rô nó lên bờ đẻ. Mình hôm nay mình đem theo cái xô các bạn. Thì giờ mình sẽ đi kiếm nó có lên mấy cái vũng nước này không nè. Thấy cá ọc đây các bạn, nói ra đã thấy một con nè, thấy không đó, một em nha. Đã chưa, cá rô mè đã luôn, cho chào bá. Nó lóc lúc nãy giờ lóc theo đường này lên nè các bạn. Ồ, cái nó bự. Mọi người, cái này đang đẻ. Cái này vẫn cỡ ngón tay mình. Một em nha. Em đầu tiên nha các bạn. Đó. Kiếm chừng chục con là đủ kho ăn rồi các bạn. Đây theo cái mương nữa nè. À thấy rồi, đây một em nè, vô nó lọt vô cái ô này các bạn. Đây một con, con này chắc hai ba con, thấy mà có một con cá rô chà bá luôn nè các bạn. Ô con rất bữa này nó lóc sần sùi trên nè. Ô con cá này cá đực, nội ơi nó dài thòn luôn á. Cái này cá đực, cái này ăn xương không, cá chà bá nữa. Được hai con rồi nè, đã chưa, hai con chả luôn. Chỗ này không biết cỏ không, chỗ này mới bắt được cái rô nè. Đây một em nữa nè, con này nhỏ. Mình đi ra đây cơ có. Đây cái này cho nước nhiều nè các bạn, không biết có không. Rồi mình phát hiện bên kia có con cá đang lóc lên. Rồi. Hai ba con luôn các bạn ơi. Đây một con. Nhấy. Bắt một chút. Nó chạy. Ơi nó chạy kìa. Nó chạy nè các bạn, à, nó lóc nè, à, đã chưa, chạy đâu, ừ, chạy đi, lên bờ hả con, chà bá lửa luôn, bốn em, hai con nè, trời ơi, con này cũng chà bá lửa luôn, nè các bạn, cái nước nó theo nước nó lên, cái này cá chắc nhiều. Con mưa cái sau trận mưa ngập ruộng bữa nãy hồi sáng khô gan à. Đây cho này, đây cái mấy cái đề này nó gọc cũng ghê luôn mà, con súng hết trời luôn. Súng mới hái. Đề lớn ghê luôn, của mình nhấc cái lóc ở đây nè, bự lắm. Đề này cá lóc bự nhiều. Đây là vườn của ông cậu mình các bạn. Nước mưa nay mưa lớn, nước ngập luôn. Đây các em thấy cái mương này, mình kiếm cá. Bây giờ mình phát lên. Nghe các bạn, bây giờ đi vòng vòng là được 6-7 con. Mới bước ra ngoài chứ. Chắc mình ấp máy chừng nào có cá cái mình quay cho bạn xem nha. Đây là cái ruộng xiêm. Làm gì vậy?
Hái gương hả? Bông sen. Bông sen kia luôn. Bừa nó khép lại. Kiếm một cái gương. Này không bông sen. Một gương. Bị chuột ăn gì? Chuột ăn hiện đây gương đây học bự. Mới vừa mưa xong luôn. Để ăn gương hay gương à? Cho biết xe. Quá trời gương nè. Gương này cũng già chứ. Gương này chắc ăn ngon nè. Ăn bẻ nè, dài gương hả? Bẻ dài gương cho nó ăn nè. À, được 4 gương các bạn. À. Rồi, mình sẽ đi kiếm tiếp. Cái không? Này có mấy cái dũng nước lên. Cá lóc từ trong đìa này lóc ra nè. Mình đi đường xa là mới thấy một em nó đang lóc kìa các bạn. Đó. Chưa trộn ổ con á. Đã lửa. Đây một em á. Đây đâu? Thấy không? Ừ. Sần ở trường. 2, 6 con. Đây mình đi dài dài ngoài cái cốt. Hồ nó chạy. Hồ con cá chạy. Cá nó lên nè. Này cá nhiều cơ. Nước sâu quá mình lắc không được. Chiều. Nước sâu quá các bạn ơi, mình đi ra ruộng không có đâu. Có này đi xoay ếch nè. Có nó đang bươi hàng chục. Bươi banh chành chân luôn, không biết có chục không mày nè. Mình thấy ở đây là có cá nè. Cá lên ruộng quá trời. Ngục không? Được 2, 4, 5, 6 con với mấy gương sen mà các bạn. Thôi giờ mình sẽ vô mấy cá này mình đủ làm cơm canh buổi chiều rồi các bạn ơi, đủ nấu nồi canh rồi. Rồi chắc mình cũng xin phép up video đây, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Bye bye cả nhà.